Các bạn thân mến, lòng biết ơn sẽ khiến mối quan hệ phát triển. Khi gia tăng lòng biết ơn trong bất cứ mối quan hệ nào, bạn sẽ nhận được thêm rất nhiều điều hạnh phúc và tốt đẹp một cách rất kỳ diệu. Và lòng biết ơn không chỉ thay đổi mối quan hệ, nó còn thay đổi bạn. Kể cả hiện tại bạn đang như thế nào, thì lòng biết ơn sẽ cho bạn thêm lòng kiên nhẫn, thấu hiểu, đồng cảm và sự tử tế nhiều đến mức bạn không còn nhận ra bản thân nữa. Những vật dụng nhỏ nhặt bạn từng có, những phàn nàn bạn từng bận tâm trong mối quan hệ sẽ biến mất, bởi vì bạn thực sự biết ơn người kia và không có điều gì bạn muốn thay đổi ở họ cả. Bạn sẽ không phê phán, không phàn nàn hay đổ lỗi cho họ, bởi vì bạn quá bận rộn với việc biết ơn những điều tốt đẹp về họ. Thực sự là bạn còn không hề nhận thấy những điều mình từng phàn nàn nữa. Bởi vì khi bạn phàn nàn về bất cứ ai, thì thực ra bạn đang làm hại cuộc sống của chính mình. Chính bạn sẽ phải gánh chịu. Theo quy luật hấp dẫn, thì bất cứ điều gì bạn nói về người khác thì bạn cũng sẽ thu hút nó đến với mình. Đây là lý do vì sao chúng ta cần phải biết ơn. Phương pháp nhiệm màu ngày hôm nay đó là cảm thấy biết ơn người khác. Hãy chọn ra 3 mối quan hệ thân thiết nhất để biết ơn. Có thể chọn vợ, chồng, bố, mẹ, con, gái, bạn thân, bất kỳ ai. Đó là 3 người mà chúng ta cảm thấy quan trọng nhất. Tiếp theo, hãy thu thập ảnh của từng người. Đặt bức ảnh trước mắt mình, viết ra 5 điều bạn cảm thấy biết ơn về mỗi người. Có thể viết vào sổ hoặc là ghi trên máy tính. Bắt đầu mỗi câu với từ niệm màu cảm ơn, cùng với tên của người đó và điều cụ thể. Ví dụ như, con cảm ơn mẹ bởi vì mẹ đã sinh ra con. Con cảm ơn mẹ bởi vì mẹ đã chăm sóc và cho con có điều kiện được đến trường, vân vân. Hãy ghi ra 5 điều với mỗi người nhé. Trong ngày hôm nay, hãy mang bức ảnh đặt ở nơi nào đó thường xuyên nhìn thấy. Nhìn vào những bức ảnh ít nhất 3 lần và nói trực tiếp với người trong bức ảnh. Thể hiện sự biết ơn đối với họ bằng cách nói từ kỳ diệu, cảm ơn, cùng với tên của họ. Đó là bài tập của ngày 3. Đừng quên, bắt đầu từ ngày thứ 3 này, chúng ta sẽ vẫn duy trì việc thực hành các bài tập của ngày số 1 và ngày số 2 nhé.